Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Mình tên là Thắng nha các bạn. Mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe đến từ hãng Chevrolet. Một chiếc xe thì lúc xưa rất là nhiều khách hàng chúng ta tin dùng luôn, bởi kết cấu khung gầm chắc chắn nè. Một chiếc xe đến từ mang thương hiệu Mỹ hả. Thì trước mặt các bạn đây chính là Chevrolet Captiva 2016 số tự động bản LTZ, đi được 83.000 km, màu trắng, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, mới vừa được công ty mình thu về. Hiện trạng cái xe này là chưa có vệ sinh dọn dẹp hết trơn nha các bạn, còn nguyên bản một chiếc xe luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh một chiếc xe chưa được làm đẹp để cho các bạn chúng ta thấy thực tế cái xe. Và sau khi các bạn ta yêu thích và lựa chọn cái xe này rồi thì phải chờ một tuần lễ để công ty mình dọn dẹp vệ sinh rồi kiểm tra chất lượng hết, rồi sau đó mới bàn giao cái xe cho các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ đi quay trước để cho các bạn chúng ta cập nhật nhanh nha các bạn. Rồi xin mời các bạn. Đây, mình quay trước về phần đèn trước đi. Đèn thì do cũng lâu các bạn, 2016 đến nay cũng hơn 5 năm rồi, cho nên cái đèn nó hơi ngã vàng nè. Thì bên công ty mình sẽ đánh lại cho đẹp. Đánh lại cho trắng lên nha các bạn. Có cảm biến nè. Con số bắt trầy, những cái này bên tên mình sẽ dọn lại nha. Những chỗ nào mà trầy xước công ty mình sẽ làm lại hết. Do xe mới về các bạn, chưa có vệ sinh cho nên nhìn nó hơi xấu, nhưng mà mình muốn quay những cái cảnh mà cái xe chưa dọn như thế này để cho các bạn chúng ta thấy thực tế. Và nhiều khi xe mà dọn xong á, các bạn sẽ không biết được chỗ nào nó đã trầy xước đâu, tại vì một số khách hàng thì chúng ta không biết được, không biết rành về xe á, cho nên là không biết nhìn màu sơn này nọ, cho nên không phân biệt được. Cho nên mình quay những cảnh mà nó hơi xấu như vậy nè để các bạn ta biết được thực tế cái xe và có lựa chọn hay không nha. Mặt lăng nè, mặt rơm nè, sáng bóng nha. Rồi qua cái cản bên phải nè các bạn, cảm biến, đèn là đèn zin luôn. Và phía dưới nè, thì cái phần nhựa đen này hơi bạc màu nè, không đáng kể nha các bạn. Rồi lớp đi, lớp phần khá là dày nha các bạn. Mầm, bộ mầm rất là chắc chắn luôn, phuộc này các bạn, gầm bệ phuộc. Gương chiếu hậu nè, có số vết xước nè, chỗ này chỉ cần đánh là ra, không cần sơn lại nha các bạn, chỉ cần đánh bát là ra. Cửa nẻo rồi là nước sơn zin nha các bạn, cửa nẻo nước sơn zin chưa từng có sơn lại nha, không đâm đụng tai nạn. Mâm lớp sau nè cũng vậy luôn, nhìn bộ mâm rất là chắc chắn nha các bạn. Thì những cái xe đến từ hãng Chevrolet được gọi là những xe cơ bắp nha, kết cấu khung gầm rất là nặng. Thì ưu điểm của nó là khung gầm chắc chắn, cái xe rất là nặng cho nên đi rất là đậm. Còn nhược điểm là hơi hao xăng nha các bạn. Xe đã được dán phim với lại lắp cái bộ che mưa rồi. Rồi ra phía sau xe nè. Một bộ đèn mang phong cách cổ điển nha các bạn, nhìn rất là gọn luôn. Đèn zin, có camera dè sau nè, cảm biến. Phía sau thì cản sau tôi cũng số vết trầy thôi, thì chỉ cần đánh bát là ra, không cần phải sơn lại nha các bạn. Rồi, cửa nẻo bên phía tài cũng là cửa zin, nước sơn zin luôn, chưa từng qua quẹt đâm đụng nó hết. Mâm nè. Rồi về ngoại thất xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến vào nội thất coi cái nội thất cái xe này như thế nào nha. Sau hơn 5 năm sử dụng thì cái nội thất còn mới hay không nha các bạn. Rồi đó, nội thất này các bạn. Rồi, con số cái bánh hơi bạc màu nè, đó dùng cũng lâu cho nên cái việc mà xe cộ dùng lâu bạc màu là bình thường nha các bạn. Ghế thì hơi sừ nè, tuy nhiên đó là bộ ghế zin theo xe nha các bạn, bộ ghế này bộ ghế zin nè. Rồi em bước lên xe cho các bạn xem xúc máy thực tế nha, 83.585 km nha các bạn. Vô lăng thì nó hơi cũ rồi, thì những cái chỗ này công ty mình sẽ làm vệ sinh lại hết, vệ sinh từng cái kẽ nè cho nó sạch sẽ hết chiếc xe. Số tự động, điều hòa tự động luôn, đầu DVD, trần xe thì còn rất là sạch sẽ nha các bạn, có cửa sổ trời luôn nè. Thì
nói chung xe này thích hợp cho các bạn chúng ta mua về đi gia đình nha. Nếu ai đó đam mê, nếu các bạn nào chúng ta đam mê Chevrolet cũng như là thích cái sự chắc chắn thì có thể lựa chọn cái xe này nha các bạn. Ở phía sau xe này thì nói chung thì nội thất thì sau hơn 5 năm sử dụng mà cái xe còn về cũng chủ trước cũng giữ khá là kỹ rồi nha các bạn. Mọi thứ nguyên bản zin theo xe hết luôn. Xe rất thích hợp để đi gia đình với sự an toàn khá là cao nha các bạn. Rồi về tổng quan về ngoại thất và nội thất của cái xe các bạn thì sau hơn 5 năm sử dụng thì cũng hơi cũ rồi. Tuy nhiên về những cái sự zin của xe thì nó còn nguyên zin nha các bạn. Từ cái nội thất, rồi vô lăng này nọ, ghế da đều là zin theo xe hết. Một xe một chủ duy nhất. Và cái xe Chevrolet Captiva 2016 này đang được công ty mình dự kiến chào bán với mức giá chỉ có 560 triệu thôi. Một mức giá khá là hợp lý cho những các bạn, cho các bạn nào chúng ta đang cần xe để mà đi gia đình và nằm trong một cái tầm giá dưới 600 triệu mà có được một chiếc xe 7 chỗ số tự động. Chắc chắn thì chắc hẳn thì chỉ có Chevrolet này thôi. Còn đối với những cái xe khác thì giá thành sẽ hơi cao hơn nha các bạn. Vâng, và chiếc xe Chevrolet Captiva 2016 bản LTZ số tự động 2016 nha các bạn, mang biển số thành phố màu trắng, đang được công ty dự kiến chào bán mức giá là 560 triệu. Thì nếu như các bạn chúng ta quan tâm xe này, yêu thích cái xe này, có thể gọi ngay cho mình để mình tư vấn các bạn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh cũng như những cái thủ tục mua bán để cho các bạn chúng ta nắm trước nha. Rồi sau đó lên đây mình sẽ cho các bạn coi xe thực tế và lái thử cảm nhận xe và quyết định là có mua hay không nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip review chiếc xe Chevrolet của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào quý vị và các bạn, vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất. Và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.